Trên trang cá nhân mới đây, Phạm Quỳnh Anh có đăng tải những hình ảnh trong chuyến du lịch Đà Lạt cùng gia đình Đông Nhi. Thế nhưng điều khiến công chúng chú ý nhất chính là khoảnh khắc Phạm Quỳnh Anh chụp hình cùng con gái lớn Tuệ Lâm bên cây thông Noel. Trong hình hai mẹ con Phạm Quỳnh Anh đứng song song nhau. Thế nhưng có thể nhận thấy rõ, chiều cao hiện giờ của bé Tuệ Lâm hiện giờ đã ngang bằng với mẹ. Bài đăng của Phạm Quỳnh Anh nhanh chóng nhận bão thả tim cùng lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng. Trong đó, đa phần đều bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự trưởng thành của Tuệ Lâm. Dù hiện tại mới ở độ tuổi 11 nhưng ái nữ đầu lòng nhà Phạm Quỳnh Anh đã sở hữu chiều cao vượt trội cùng đôi chân dài miên man.